Quý vị thân mến, nếu như trong xuyên suốt cuộc xung đột, Ukraine được các gã nhà giàu chống lưng và viện trợ cho vô số khí tài, thì Nga cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng minh lâu đời. Một cái tên điển hình không thể không nhắc đến đó là tổ chức Wagner. Chỉ cần nghe đến cái tên này thôi, quân đội Kiev đã phải ngã ngửa và bắt đầu thấy rụt sợ. Thế nhưng giờ đây không chỉ có vậy, Nga còn được nhận hàng ngàn binh sĩ từ Chechnya. Họ đã chuẩn bị rất kỹ càng bằng các lớp huấn luyện nghiệp vụ, chỉ cần Nga gọi tên là bắt đầu lên đường. Đây chắc chắn sẽ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với quân đội Kiev. Thêm vào đó, Ukraine cũng phải nhận thêm hung tin từ một nước NATO khi nước này thừa nhận mình đã cạn kiệt khí tài, không thể tiếp tục lo cho chính quyền Kiev được nữa. Để biết được đó là quốc gia nào và chi tiết của các thông tin mà chúng tôi vừa nêu trên, xin mời quý vị cùng đến với bản tin của Mắt Thần ngày hôm nay. Thủ lĩnh Chechnya tuyên bố chơi tất tay với Ukraine cùng Wagner ra tay giúp sức với Nga. Khi cuộc xung đột đang ở giai đoạn nước rút, cả Ukraine và Nga đều chạy đua tăng cường năng lực quân sự khi mùa đông thứ hai của cuộc chiến sắp bắt đầu. Quân đội Nga đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các đồng minh lâu năm. Cụ thể, cho đến hiện tại, ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, tuyên bố 3.000 binh sĩ của ông sẵn sàng tham chiến ở Ukraine với tư cách là một phần của các đơn vị mới thuộc Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của ông Kadyrov trên ứng dụng Telegram hôm 27 tháng 11 cho biết, các binh sĩ Chechnya có trang bị tốt nhất và vũ khí hiện đại. Ngoài ra, các chàng trai còn có tinh thần chiến đấu cao và rất có động lực để đạt được kết quả. Đầu tháng 11, ông Kadyrov cho biết, một nhóm thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga bắt đầu huấn luyện với lực lượng đặc biệt Chechnya. Lực lượng Wagner từng đóng vai trò nổi bật trong một số cuộc giao tranh ác liệt nhất ở Ukraine trước khi rơi vào tình trạng hỗn loạn sau một cuộc binh biến ngắn ngủi chống lại cơ quan quốc phòng Nga. Không rõ có bao nhiêu cựu thành viên Wagner tham gia huấn luyện hoặc liệu có ai trong số họ sẽ ở lại tham gia lực lượng Chechnya sau khi khóa đào tạo kết thúc hay không. Trước đó, lãnh đạo Chechnya Kadyrov chia sẻ, ông đã tuyển mộ 170 lính Wagner cho một tiểu đoàn mới. Tôi hoan nghênh quyết định của các binh sĩ Wagner, kinh nghiệm quân sự đã có sẽ giúp họ giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, vốn là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hồi tháng 5, ông Kadyrov cho biết Chechnya đã gửi ít nhất 26.000 binh sĩ đến Ukraine từ đầu cuộc xung đột, trong đó có 12.000 tình nguyện viên. Và thời điểm đó, ông cũng cho rằng 7.000 người trong số họ đang tích cực chiến đấu. Ông Kadyrov được xem là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Chechnya cũng nhiều lần nhấn mạnh chiến dịch của Nga là bức tường thành chống lại sự khiêu khích của phương Tây. Hồi tháng 9 năm 2022, ông Kadyrov thông báo Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm Omon Akhmat 1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người Hồi giáo, mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga, song Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị. Theo ông, lực lượng này gồm 2.000 binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ và có lý tưởng. Ông cũng khẳng định, con số trên còn có thể tăng thêm vì nhiều người Chechnya bày tỏ mong muốn ra chiến trường. Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya. Theo hợp đồng, lính tình nguyện sẽ nhận được các quyền lợi và sự đảm bảo như quân đội chính quy, trong đó có hỗ trợ họ và gia đình nếu họ bị thương hoặc thiệt mạng. Theo Fox News, đội đặc nhiệm Chechnya từng được triển khai để truy lùng khủng bố ở Syria và được Nga triển khai để chiến đấu ở những nơi khác, bao gồm ở Georgia. Lực lượng này được cho là cũng chiến đấu với lực lượng Ukraine ở vùng ly khai Donbass khi các cuộc xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2014. Hồi tháng 6, ông Kadyrov cho biết, lực lượng này đã giúp Nga giành được 36 khu định cư từ Ukraine, bao gồm Severodonetsk và Lysychansk và trung tâm thành phố Popasna ở Logan, cũng như là chảo lửa Mariupol vào năm ngoái. Có thể thấy, trong bất kỳ cuộc chiến hay là cuộc xung đột nào, việc nắm trong tay lực lượng hùng hậu, trong đó có các đơn vị tinh nhuệ, thiện chiến luôn vô cùng quan trọng. Điều này đã được đúc kết với phương châm, dùng binh cốt tinh, không cốt đồng. Vì vậy,
việc cung cấp thêm lính của Cộng hòa Chechnya dành cho Nga được coi như là một món quà giữa lúc khó khăn. Điều này chắc chắn sẽ củng cố vững chắc mối quan hệ đồng minh lâu năm của cả hai bên, và điều này cũng đồng nghĩa với việc quân đội Kiev lại phải đối mặt với một thử thách mới. Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi mà giờ đây NATO đang dần bỏ rơi đất nước này. Thêm một quốc gia NATO thú nhận về vấn đề cạn kiệt vũ khí cho Ukraine. Mức độ hỗ trợ quân sự của phương Tây cho chính quyền Kiev hóa ra là không đủ. Đó là một trong những lý do vì sao Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ gặp khó khăn về quân sự. Trả lời câu hỏi liệu phương Tây có đáp ứng được việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine hay không, Tổng thống Serb Petr Pavel lấy làm tiếc và lưu ý rằng nguồn cung cấp đạn dược của Serb hiện không đủ để Ukraine tiếp tục các hoạt động quân sự tích cực. Ông Pavel phàn nàn: "Chúng tôi không giữ được lời hứa về việc cung cấp đạn pháo, việc đào tạo phi công F-16 không tiến triển với tốc độ phù hợp." Sự bất ổn đang gia tăng ở quốc gia ủng hộ Ukraine và mùa đông năm nay sẽ vô cùng khó khăn đối với bản thân người Ukraine do cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Vì vậy, dân chúng Ukraine sẽ vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải tính đến tinh thần của họ. Trong trường hợp không có sự hỗ trợ từ các quốc gia hiện đang giúp đỡ Ukraine thì cảm giác thất vọng sẽ tăng lên, Tổng thống Serb Pavel nói. Đồng thời, ông còn nhận định, tình hình này không thuận lợi lắm để lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công sẽ gây trở ngại cho kế hoạch quân sự của Kiev. Được biết, không có nhiều hàng tồn kho trong kho của Cộng hòa Séc có thể được gửi đến Kiev. Praha dự định ký hợp đồng với các công ty tư nhân để tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc đã công bố một báo cáo liệt kê tất cả các thiết bị được viện trợ cho Ukraine có giá trị ước tính khoảng 54,1 triệu đô la Mỹ. Thêm vào đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Krečová cũng thừa nhận không có nhiều vật tư quân sự mà Praha có thể gửi tới Kiev. Họ nói rằng, mặt khác, chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho việc không thể gửi nguyên liệu từ kho của mình vì chúng tôi không muốn gây nguy hiểm cho khả năng phòng thủ bằng giấy phép xuất khẩu mà chúng tôi cấp cho các công ty tư nhân. Ngành công nghiệp quân sự của Cộng hòa Séc có khả năng cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine nếu ký hợp đồng với họ. Bộ trưởng Quốc phòng nước này nêu ra sự thật rằng Praha đã gửi cho Kiev gần 50 xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, 2.500 khẩu súng lục, 7.000 súng trường, 500 súng máy hạng nhẹ và 500 súng bắn tỉa, tất cả đều do Đan Mạch chi trả. Các huấn luyện viên người Séc cũng huấn luyện tới 4.000 binh sĩ Ukraine trong khuôn khổ phái bộ hỗ trợ quân sự của EU và triển khai các đội huấn luyện cơ động ở Ba Lan. Trong 18 tháng qua, Mỹ và các đồng minh châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã tự xuất kho để viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, đến tháng 10, họ bắt đầu thừa nhận rằng kho dự trữ đã cạn kiệt. Trong số hàng triệu quả đạn pháo 155mm mà Liên minh châu Âu đã hứa với Kiev, họ chỉ có thể cung cấp 300.000 quả. Luboni Medna, người tiền nhiệm của bà Sechnochova cho biết, ngành công nghiệp quân sự của Nga dường như đang vượt xa phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại đồng ý với nhận định này, nhưng cho rằng Moscow cũng có sự giúp đỡ từ nước ngoài. Trong bối cảnh đó, Ukraine đang cố gắng tiến quân ở các hướng Nam Donetsk, Artemov và Zaporizhia. Đến nay đã sang tháng thứ 6, họ đưa vào trận chiến các lữ đoàn do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí, thiết bị nước ngoài. Theo Tổng thống Nga Putin, cuộc phản công của Ukraine trên thực tế đã thất bại. Thất bại của quân đội Ukraine đã được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Zaluzhny thừa nhận. Trong một bài báo cho tạp chí The Economist, ông viết rằng Kiev đã lâm vào thế bế tắc và rất có thể sẽ không có một bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ nào. Zaluzhny cũng phàn nàn rằng ông không thể hiện được tốc độ tiến quân ấn tượng như phương Tây, mong đợi theo sách giáo khoa của NATO. Bên cạnh những tín hiệu không mấy tích cực của Ukraine trên chiến trường, thì trong vấn đề nội bộ với NATO, Ukraine cũng đang có những rạn nứt chưa thể xử lý, điển hình là mối quan hệ với Ba Lan. Tài xế và nông dân Ba Lan phẫn nộ vây kín cửa khẩu Ukraine. Mối quan hệ cạnh tranh kinh tế vẫn đang căng thẳng giữa Ukraine và đồng minh Ba Lan khi mà các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan đã bắt đầu phong tỏa suốt ngày đêm ở cửa khẩu Medica, một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất với Ukraine. Theo Reuters mô tả, các tài xế xe tải Ba Lan hôm 27 tháng 11 đã chặn cửa khẩu Medica và 3 cửa khẩu biên giới khác với Ukraine. Các tài xế này cho rằng họ chịu thua thiệt khi các công ty của Ukraine cung cấp dịch vụ rẻ hơn và đang vận chuyển hàng hóa trong toàn Liên minh châu Âu chứ không chỉ giữa Ukraine và EU.
ông Tomasz Bukowski, lãnh đạo Ủy ban bảo vệ hãng vận tải, một tổ chức công đoàn Ba Lan, nhấn mạnh. Chúng tôi muốn kết thúc cuộc biểu tình này càng sớm càng tốt vì nó tạo gánh nặng cho chúng tôi cũng như cho mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý định bỏ cuộc và chúng tôi sẽ đứng vững cho đến khi đạt được các yêu cầu của mình. Câu chuyện này thực ra đã manh nha âm ỉ từ nhiều tháng qua khi các công ty vận tải đường bộ Ba Lan ngày càng khó chịu về quyền tiếp cận tạm thời đặc biệt của Ukraine trên các con đường nội khối EU được cấp sau khi xung đột quân sự Nga-Ukraine bùng nổ. Các tài xế xe tải Ba Lan bắt đầu biểu tình vào ngày 6 tháng 11, yêu cầu EU áp dụng lại hệ thống cấp phép cho tài xế xe tải Ukraine vào khối và cho tài xế xe tải EU và Ukraine, trừ các chuyến hàng viện trợ nhân đạo và vật tư quân sự. Các tài xế xe tải Ba Lan cũng muốn những chiếc xe tải chống từ EU được miễn xếp hàng khi vào Ukraine và có những biện pháp ngăn chặn các hãng vận tải của Belarus và Nga thành lập công ty ở Ba Lan để lách các lệnh trừng phạt. Theo dữ liệu từ lực lượng biên phòng Ba Lan, thời gian chờ xe tải đi qua Medica, một trong 8 cửa khẩu đường bộ giữa Ba Lan với Ukraine, hiện nay là 127 giờ. Tại cửa khẩu Medica, những người lái xe tải đang tham gia một cuộc biểu tình do nông dân Ba Lan tổ chức nhằm yêu cầu chính phủ tiếp tục hỗ trợ để giúp họ đối phó với tình trạng giá ngũ cốc thấp. Những người biểu tình cho biết, mỗi giờ chỉ có 2 xe tải được cho phép đi qua Medica để chở viện trợ nhân đạo và vật tư quân sự. Còn trong một diễn biến liên quan khác, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 27 tháng 11 đã tuyên thệ nhậm chức nhưng dự kiến chính phủ mới của ông chỉ tồn tại 14 ngày. Thế nhưng theo tờ AP, chính phủ mới của ông Morawiecki có thể sẽ chỉ tồn tại 14 ngày sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bổ nhiệm Thủ tướng Morawiecki đứng đầu nội các mới sau cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua. Theo Hiến pháp Ba Lan, ông Morawiecki và nội các mới sẽ có 14 ngày để đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Đáng nói ở đây là họ gần như chắc chắn sẽ thua vì ông Morawiecki không có đối tác liên minh kể từ thời điểm Đảng Luật pháp và Công lý của ông mất đa số ghế tại Quốc hội và không có đảng nào khác muốn gia nhập chính phủ mới của ông. Sau 8 năm cầm quyền, Đảng Luật pháp và Công lý giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử gần đây, nhưng lại chỉ nhận được 194 ghế tại Hạ viện trên tổng số 460 ghế, mất đi thế đa số. Ông Morawiecki nói rằng mình đang cố gắng tìm các đối tác chính trị. Ông đã làm lãnh đạo Ba Lan từ năm 2017 đến nay. Các thành viên khác trong nội các mới của ông Morawiecki cũng đã tuyên thệ nyậm chức cùng ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Błaszczak vẫn giữ vị trí cũ, nhưng các bộ trưởng ngoại giao, tư pháp và giáo dục đều bị thay thế. Trong khi đó, Tổng thống Duda ca ngợi việc chính phủ mới có nhiều phụ nữ và thành viên trẻ tuổi. Một số ý kiến chỉ trích động thái của Đảng Luật pháp và Công lý đang câu giờ để bổ nhiệm nhiều hơn nữa, qua đó kéo dài ảnh hưởng tại các cơ quan chính phủ. Hiện Liên minh các đảng theo đường lối ủng hộ Liên minh châu Âu EU đang nắm đa số ghế tại Quốc hội Ba Lan với tổng cộng là 248 ghế. Ứng viên thủ tướng của liên minh này là Donald Tusk, người đã giữ vị trí từ năm 2007 đến 2014 trước khi trở thành chủ tịch Hội đồng châu Âu EC. Ông Tusk là ứng viên thủ tướng tiềm tàng nếu ông Morawiecki phải ra đi vào giữa tháng 12 tới. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.